Rời xa YG, công chúa Jennie liên tục gặp bão tố. Tháng 12 năm 2023, Jennie khiến làng nhạc chấn động khi là thành viên đầu tiên của Blackpink công bố kết thúc hợp đồng độc quyền với YG để lập công ty riêng. Jennie vẫn thường được gọi là biểu tượng all-rounder bởi sức ảnh hưởng không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn là It Girl số 1 Hàn Quốc, làm gì cũng tạo trend. Công chúng dõi theo cô để xem nữ nghệ sĩ này có duy trì được hào quang khi tự làm chủ cuộc đời mình hay không. Nhưng ngay trước thềm comeback, Jennie vấp phải scandal lớn nhất sự nghiệp. Tháng 7 năm nay, hình ảnh cô hút thuốc lá điện tử rồi phả khói vào mặt nhân viên bị lan truyền rầm rộ. Đáng nói hình ảnh này lại do chính Jennie làm lộ qua một phần đoạn trong vlog công tác tại Ý. Khỏi phải nói, sự ghét bỏ mà dư luận Hàn Quốc hướng đến Jennie. Hút thuốc chỉ là thứ yếu, việc phả khói vào mặt nhân viên mới là chi tiết khiến cô bị tẩy chay. Lần đầu tiên Jennie bị truyền thông Hàn quay lưng, đồng loạt lên án với cáo buộc lạm quyền. Hai tháng trôi qua, sự vụ hút thuốc coi như trôi vào dĩ vãng. Nhưng mới đây, ồn ào lần nữa bị khui dậy vì câu trả lời trong bài phỏng vấn với Harper's Bazaar Mỹ số tháng 10. Khi được hỏi về việc phải xin lỗi vì hút thuốc lá điện tử, Jennie lại trả lời như kiểu cô không thực sự cảm thấy hối lỗi và cách nói của cô như thể đang đổ lỗi cho văn hóa Hàn Quốc. Mới đây nhất, cô lại bị chờ ê chê với bộ ảnh khó hiểu, bức nào cũng xấu. Concept đơn giản, tóc ngắn không hợp view rùa và trang phục thiếu vải dìm cô đến thê thảm. Trong khi nhiều người chỉ trích bản chất trang phục gợi cảm thì hầu hết lại chỉ trích nhiếp ảnh gia và concept cho rằng không công bằng với Jennie. Một số người còn chia sẻ rằng bước đầu tiên trông giống đồ lót quá và tại sao lại có ảnh và trang phục như thế này nhở? Thấy mọi thứ, kể cả ảnh và bình luận, đều tệ. Có vẻ như lỗi là do nhiếp ảnh gia. Tôi không hiểu tại sao họ vẫn được săn đón. Thật kỳ lạ, không có một bức ảnh đẹp nào. Họ làm sao mà để Jennie trông như vậy chứ? Còn bạn cảm thấy như thế nào? Chia sẻ cùng TV Trends nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.